Đây là nơi mà không ai muốn đến, nhưng chúng ta vẫn phải đến. Như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy, đây là quần thể khu vực bệnh viện Viện Tiệp 1 và bệnh viện Đa khoa Quốc tế. Tuyến bệnh viện này thì nằm ở một góc phần tư giữa phố Nhà Thương, phố Hai Bà Trưng, phố Trần Nguyên Hãn và một phần ở đầu phố Nguyễn Đức Cảnh. Các bạn có thể nhìn thấy bệnh viện Tiệp 1 thì là những cái dãy nhà thấp tầng, còn ba cái dãy nhà cao tầng như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đấy chính là bệnh viện Đa khoa Quốc tế và bệnh viện Phụ sản Quốc tế. Thì đây là cái tuyến bệnh viện lớn nhất của thành phố Hải Phòng, chuyên khám chữa và điều trị bệnh cho toàn bộ người dân thành phố. Chắc hẳn nhiều anh em xem cái video clip này thì cũng đã từng một lần vào đây, không phải là vào chữa bệnh thì cũng vào thăm người thân người quen. Nào hãy comment nhé nếu các bạn có cái kinh nghiệm gì ở cái khu vực bệnh viện này.